Con bạch sư là con có hỏi sau khi nghe bài pháp của sư ạ. Cõi trời sắc giới của các phạm thiên ấy, thì có khi nào khi mà hết cõi ấy, là tái sinh lại về cõi trời dục giới hay không ạ? Hay là sẽ đứng ở đó và đi nhập niết bàn ạ? Với một cái người mà sinh về các cái cõi phạm thiên, các cái cõi sinh về các cõi phạm thiên mà có những cái vị khi về đấy rồi, vị đó vẫn tiếp tục tu tập, vẫn nỗ lực tu tập nhé, thì có thể vị ấy sẽ chứng niết bàn ngay ở cái cõi phạm thiên đấy. Cũng có người về đấy nhưng mà người ta không tu tập các cái pháp siêu thế, nhưng mà người ta vẫn nỗ lực hành thiền, không có chuyên cần, không biếng nhác, thì khi chết ở cõi phạm thiên người ta lại sinh về cõi phạm thiên, tức là chết ở phạm thiên lại sinh lại phạm thiên. Có thể người ta cứ sinh ở phạm thiên đấy hoài rất nhiều lần. Vậy cho nên là nhiều người người ta chết ở phạm thiên, người ta sinh lại ở đấy, rồi cuối cùng người ta quên mất rằng đó là cõi vô thường, mà người ta lại nghĩ rằng ở đây là cõi thường hằng, trường tồn trồn bất biến, và không bao giờ đây là cái cõi vĩnh hằng. Tức là có những người người ta sinh lên cái tâm lý chủ quan như vậy đấy nhá. Nhưng mà cũng có những người sinh lên đấy rồi vẫn phóng dật, đó là lười biếng, không có tinh tấn hành thiền nữa, hoặc là do cái tâm lý chủ quan nghĩ rằng ở cái cõi này sống lâu hoặc là cõi vĩnh hằng, rồi vị đó sinh ra lười biếng không hành thiền, thì đến lúc chết thì vị đó lại sinh về cõi dục giới. Thì cái từ cái cõi phạm thiên không bao giờ tái sinh thẳng xuống cõi địa ngục ngã quỷ súc sinh, nhưng mà từ cõi phạm thiên khi chết có thể sinh xuống cõi người hoặc là sinh xuống cõi trời dục giới. Phải từ cái cõi người hay cõi trời đấy vị đó mà lười biếng thì có thể lại đọa xuống ác đạo địa ngục ngã quỷ súc sinh kia. Đấy là điều đó là vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.